Mình hỏi thật, đây có phải là nét các bạn cảm thấy ghét nhất khi viết chữ Hán không? Đây là nét mác mọi người nhé. Đây là nét mác nghiêng này. Chúng ta sẽ viết từ trên xuống dưới, từ trái qua phải theo hướng nghiêng. Đó, từ trên xuống dưới chúng ta sẽ viết lực nhẹ. Sau đó tới chân nét mác chúng ta sẽ nhấn nhả ra từ từ. Trên là nét mác nghiêng, dưới là nét mác ngang. Hai nét này khác nhau ở chỗ đó là thân của nét mác nghiêng sẽ được viết dựng cao lên trên. Còn nét mác ngang thì sao ạ? À, phần chân của nó sẽ được viết hơi chếch lên trên một chút nhé. Và chúng ta chú ý là chân của hai nét mác này đều nhấn và nhả ra từ từ. Ở dưới là nét hất này. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ học tới nét. Này là nét gì ạ? Nét có trong bộ tâm nằm nhé mọi người nhé. Đây là nét nằm móc. Là một nét khó nhất trong 38 nét. Nét móc bao giờ cũng khó rồi. Và chúng ta chú ý ở cái phần móc là các bạn sẽ nhấn nhé. Và các bạn tập cho mình tập với tốc độ từ từ thôi, không cần phải vội đâu, nó sẽ hiệu quả đấy.